chào tất cả các bạn cái kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình vừa mới nhận được cái thùng hàng của shop Rubik Nha Trang của bạn Lão Bá Đạo. Đó, thì các bạn biết shop Rubik Nha Trang rồi, là mình đặt những cái con rất là xịn sò luôn. Thì mình đợi mấy bữa nay rồi, bây giờ nó mới về hàng nè. Thì mấy bữa trước các bạn coi đỡ mấy con Rubik giá rẻ đó, thì mình sẽ xen kẽ những con Rubik giá rẻ và những cái con Rubik xịn sò. Thì trong đây là có như con Toronto gì mà các bạn yêu cầu mình, nó X-Men gì đó, rồi nói chung là nhiều con xịn lắm. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình sẽ khui hộp ra và coi nó là những con gì, giờ review cho các bạn nha. Rồi mời các bạn nhìn vào màn hình, bắt đầu mình sẽ review nha. Và đây đây là cái thùng Rubik mình mua ở shop Rubik Nha Trang á, của bạn Lão Bá Đạo á. Thì đây là những cái con mà các bạn đã yêu cầu mình á, rất là xịn sò luôn. Và những cái con này hình như là mình có một hai con gì mình chưa có luôn á, thì sẵn các bạn yêu cầu mình mua luôn. Tại vì mấy bữa trước á, tại vì trong cái thời gian đợi mấy con này nè, mình làm mấy cái video mà Rubik giá rẻ để cho những cái bạn nào thích những cái Rubik giá rẻ đó, thì các bạn coi, các bạn ủng hộ mình nha. Thì bây hôm nay là có những con xịn này nè. Ê cha, ui trời ơi, chút xíu nữa là hư mấy cái logo rồi. Ôi sao cho mà để logo tùm lum la vậy, mình chút xíu nữa là hư luôn rồi. Nè, mấy cái logo được tặng nè. Mình lấy cái con dao dọc giấy mình dọc ra đó, chút xíu nữa là nó rách luôn mấy cái logo rồi. Sao không để trong cái bịch cái gì cho nó cẩn thận đó. Đây nè, đó. Thôi để coi quà có cái gồm những cái gì nha, rồi để Rubik thì tính sao. Trời ơi, logo gì tùm lum tùm la mà dục cái gì đâu từ lưa vậy, lâu quá. Trời ơi, cái này mà không kỹ là dục cái hộp giấy là mất quá trời logo luôn á. Đây, đầu tiên là những cái phần quà, là được ba cái đế Mojo nè, rồi mấy cái logo nè, chỉ được có cái logo game nè, còn tàn là những cái logo của Lão Bá không à, giống y như là mình đang quảng cáo giùm luôn vậy. Mấy cái logo này mà lỡ mà mình dán lên cái con Rubik á là giống như mình đang quảng cáo cho Lão Bá luôn nè. Lão Bá nè, các bạn thấy không, cái này như cũ nè, còn cái logo này là logo đời mới nè, chỉ được có một cái game nè. Rồi thôi, có đỡ hơn không. Và ba cái đế này, để coi còn nữa không. Thôi nó dính vô cái nữa mất công lắm. Rồi đây, đầu tiên là em Kip Gan Kip Montego. Tại vì các bạn biết sao mình mua con này không, tại vì Lão Bá đang khuyến mãi cái con này nè, đang giảm giá con này nè, giảm giá rất là cao luôn đó, nên nông gia mình mua. Mà con này chơi cũng cực ngon lắm các bạn, không dẫu gì nó cũng là của hãng Gan mà trong khi đó Lão Bá đang giảm giá, nó tội gì mình không mua mấy con này, đúng không các bạn. Cái con này là quá quá ngon luôn, thì các bạn tranh thủ các bạn mua đi, không thôi đợi nhiều khi hết cái đợt này Lão Bá không còn khuyến mãi nữa là lúc đó mình mua lại cái giá chính thức của nó tới 100 mấy lần, nó hơi cao. Còn giờ cái này giá mới dưới 100 ngàn à, quá rẻ luôn. Mình là mình chuyên gia, mình canh mấy cái shop nào mà bán khuyến mãi á là mình mua liền à. Khuyến mãi mà giảm giá là mình mua. Chứ thật sự cái con này mình cũng có mua rồi. Rồi. Đây. Em này là phải cái này là WCA không các bạn? Nè. Cái này là GTS 2M. Nó ghi cái chữ WCA, không biết là phải cái bản này không nữa, mình cũng không có rành mấy nữa. Thì nè, Wheel Long GTS V2M. Bên đây thì nó không có ghi, nhưng mà bên đây nó có ghi cái chữ nè, WCAA gì nè. Thì không biết là phải cái con này không, thì các bạn coi coi. Mình thì mình cũng không có dành nữa. Tại đợt trước đó, có một số bạn yêu cầu mình mua cái con này nè, con mà của các bạn GTS V2 mà bản WCA á. Thậm chí đó, mình cũng có đặt ở bên shop Rubik Sài Gòn nữa, là vài bữa nữa đó Rubik Sài Gòn về cũng làm cái con WCA này luôn nè, mà không biết là phải, nó không biết là nó cùng một con hay không nữa, tại vì mình sợ đó.
mình sợ không biết là mình mua có đúng hay không nên mình mua hai ba chỗ luôn. Tại vì có bạn á cũng BM á, xong rồi gửi cái đường link á, thậm chí gửi tin nhắn với gửi đường link cái con WCA này nè mà ở bên shop Duix Sài Gòn cho mình đó, cho mình cũng đặt mình mua luôn. Mà không biết phải không, tại vì mình không dành nữa, nhưng mà thấy nó có chữ nè WCA nè. Thì không biết cái bản WCA này nó khác với cái bản thường là như thế nào thôi. Hình như nó khác bản thường á, tại vì cái con GTS V2M kia của mình á là cái hộp nó khác mà ta, cái hộp nó màu đen nó bự. Còn này là nó y như là nó giống giống như là cái đời mới con GTS V3 luôn á, cái hộp nó đựng trong cái này nè. Thì trong phụ kiện của nó nè. Mà cái hộp này ngon rồi nha. Cái hộp này rất là dày luôn á, cứng cáp lắm á nha các bạn. Nè, hai cái nè. Đây là mấy cái 500. Con ốc chỉnh. Rồi, mấy cái này hình như quá quen thuộc rồi. Mấy cái đồ này là cái gì để ấy nè. Trong có mấy con Moju là có quà và một đống hình thẻ lung tung gì nữa nè. Rồi, bỏ nó qua một bên. Vô em chỉnh á. Đóng trong cái hộp này là mình thấy cũng khoái nè, mình khoái nó đóng vô những cái hộp như vậy nè, tại vì giờ mình để bên chân nó cũng đẹp nữa không các bạn, thay cho cái đế. Đúng rồi, nó khác á, nó khác với lại cái con GTS V2M mà hôm bữa mình review cho các bạn á, cái hộp cái bản bình thường á, cái hộp nó là hộp màu đen, với lại nó đâu có cái này đâu. À, chắc cái bảng này là cái bảng mà để dành để đi thi đấu phải không các bạn, hay là người ta bắt buộc mình phải dùng cái con này để thi đấu người ta làm sao ta. Đã lắm nha các bạn ơi, mượt lắm luôn á, trời ơi mượt mà 500 nó cảm giác rất là rõ luôn á. Ui chơi nó ngon y như là cái con GTS V2 bình thường luôn á, mà không biết cái này phải hay không nữa, các bạn coi có phải không nha, tại mình cũng không có rành nữa. Thì mình thấy liên rồi các bạn yêu cầu rồi cho mình đặt mình mua nữa, thì mong các bạn đừng ném đá mình, tại vì mình đâu phải là dân chuyên nghiệp chơi nhiều đâu, mình mới chơi Rubik được có chừng một vài tháng nay à, mình chỉ sưu tầm mà nên mình đam mê thôi. Rồi thứ nhất là mình mua thấy con nào đẹp á mình mua, và thứ hai á là các bạn yêu cầu mình á giờ mình mua luôn, chứ mình thậm chí là cái con này nó sản xuất năm nào hay là gì mình đâu phải là dân chuyên nghiệp đâu, mình mới chơi Rubik lại đây khoảng chừng độ năm nay à. Rồi đây đến em chính đó, đúng không, con này là các bạn yêu cầu mình mua nè, đúng không, cái gì nè, logo này, logo của X-Men nè, đúng không, đúng rồi, logo này của X-Men nè, giống như cái con bữa mình mua 3x3 đó đó, mà con này là con 4x4. Thì cái tên gọi nó là cái gì đâu, để tí mình coi nó là tên gọi nó là tên gì ta, để khui ra trước đi, cái tên gọi của nó coi là X-Men Design. Vậy thôi hả, giờ 4x4 thôi hả, chứ không có. Sao trong đây nó lại có cái bản ticker với bản ticker led nè. À đây là mình mua cái bản này là bản thức led nè, có dấu chấm này nè, chắc đánh dấu nè. Mà cái hộp của này nó không được cứng cáp như cái hộp này, thậm chí là cái hộp mà của con 3x3 Toronto 3x3 bữa đó nó cũng không có được cứng cáp nữa. Đã quá đó. Đây phụ kiện của nó thì chắc cũng mấy cái tờ giấy hướng dẫn với mấy cái sách gì không à, chứ cũng đâu có gì đâu đúng không. Cái này nó ít hơn là kia, nó chỉ có cái tờ giấy này thôi nè, tờ giấy này thì cũng đâu có gì đâu, chắc ba cái là cái hướng dẫn với lại khác rồi. Cái này nó có cái gì nè các bạn, cái gì tên người chắc tên người đọc giải hay sao luôn, nó đưa nguyên một cái danh sách luôn nè,
mắt cái gì mắt mắt bát gì nè, rồi mười người Mỹ nè, Whittington năm 2002, rồi cái kỷ lục à, chắc cái này là dạng như là cái kỷ lục của mấy cái người này nè, rồi dùng cái con này mà giải nè, dùng dùng cái con này là mấy cái tên mấy cái người này là dùng cái con 4x4 này là giải nè, rồi cái kỷ lục là số bao nhiêu giây nè đó. Còn bên đây là chắc vị trí địa lý nè, không ủa có megamin nè, 6x6 ủa là sao nữa tùm lum á, tiếng Anh không à, đó nguyên nguyên một cái sớ dài luôn nè các bạn thấy không, đó dài thiệt là dài luôn nè. Còn bên đây là hướng dẫn giải rồi không gì hết rồi ăn tiền. Mở cái hộp này ra là mình thấy ăn tiền rồi đó, chưa chưa cần biết cái con đuối nó ngon hay không ngon thôi, nhưng mà tự nhiên mình rất là khoái cái hộp này luôn á. Bây giờ như thằng Quy Di nó làm mấy cái hộp này đã ghê luôn các bạn, nhìn nó sướng gì đâu luôn á. Đó, làm cái hộp như vậy là ăn tiền à, thấy không, chưa cần biết là nó ngon hay không, con đuối ngon không ngon, mà cái hộp như vậy là nhìn á, mà cái nhựa của nó là cực kỳ dày luôn á, dày thậm chí là dày còn hơn cái này nữa, chứ đừng nói chi mà ba cái hộp gan, cái hộp nhựa gan là không có cửa nào với lại cái hộp này luôn á. Chỉ trừ có mấy cái con mà gan rồ á, 11 rồ hay là gì rồ á, nó đóng trong cái hộp kia á thì nó lạ lạ thôi, chứ mà mấy cái đời cũ á đóng trong cái hộp kia, nhựa kia là không bằng luôn, không bằng một góc của nó luôn. Đó. Đúng là các bạn yêu cầu mình mua đúng con này rồi phải không các bạn? Đó, đúng không? Cái logo là của Toronto vậy nè phải không? Ê, X-Men chứ. Ừ. 500. Nói chung ra là mình không có cảm nhận được ngon hay không ngon các bạn ơi, tại vì mình ít chơi 4x4 nữa. Thậm chí là không có chơi rạch nữa thì thấy nó, cảm thấy là nói chung là thấy đẹp rồi thích, nói chung là đẹp. Thích là mua thôi, với lại các bạn yêu cầu thì mình mua thôi. U. Cái hàng giữa này là nó ngon hơn mấy con khác nhiều quá, nó không có bị cứng cứng như mấy con khác. 500 cũng đã các bạn ơi. Sao nó cho dầu bóng quá trời luôn nè, nó lúp lúp sẵn hay sao mà rất là nhiều luôn. Thì đó mình là khui hộp á và review cho các bạn thôi nha, còn cái cảm nhận chơi hay sao á thì mình không nói, mình nói thẳng luôn là mình không rành luôn, và là không không phải là dân xì bíp luôn. Thậm chí bây giờ mà kêu mình bỏ ra mà đi thi đấu với một cái bạn nào mà mới chơi 1-2 tháng mình cũng vẫn thua nữa đó, thì mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình nha. Mình là dạng mình làm theo yêu cầu của các bạn, là các bạn yêu cầu mình mua con gì thì mình mua con đó, và mình review cho các bạn, mình khui ra để cho các bạn, có nhiều bạn á, nói thẳng luôn á là có nhiều bạn á không có đủ tiền để mua những cái con này, không, nhưng mà các bạn muốn có cái cảm giác là được thấy cái con này, được khui hộp nó ra làm sao, rồi được cái cảm nhận vậy thì nói chung như vậy cũng vẫn đỡ hơn đúng không. Chứ bây giờ đã mình không có tiền rồi mà mình còn không được thấy thực tế cái con này như thế nào nữa, chỉ thấy qua hình không á thì nó thèm thuồng đúng không các bạn. Thì đó, mình hy sinh mình mua để mình review cho các bạn, thì mong các bạn cũng luôn ủng hộ mình nha, thông cảm nha. À, còn có những bạn á, có những bạn á thì như mới coi cái kênh của mình á thì các bạn đó không biết á, các bạn đó vô các bạn chê mình á thì mình cũng không có lấy gì là buồn á, thì tại vì có bạn không biết á, các bạn vô thì đương nhiên là những cái bạn đó là những bạn là dân chuyên nghiệp, có quay rất là chuyên nghiệp luôn, giờ thấy mình quay giống như những người gà mờ á, giờ lại chê mình thằng này nó không có biết quay, không biết chơi hay là gì đó, thì thôi mình cũng đâu có gì đâu, thì mà miễn sao những cái fan, các bạn trung thành của mình, các bạn ủng hộ mình là mình vui rồi, để mình có động lực để mình mua những cái con khác để mình review cho các bạn tiếp nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video này nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, chào tạm biệt.